lái đi ông ơi, cũng nhờ bác Hồ đó. Từ tôi làm lính bộ binh ở trong Nam tập kết ra Bắc học lớp 3 mà cộng trừ nhân chia cộng trừ số lẻ chưa biết làm được đó. Nhưng mà được chọn sức khỏe tốt đưa đi học bác Hồ. Đôi trước khi đi học anh. Bác Hồ đến thăm và nói các chú đây có ai người miền Nam không, miền Nam vô ta lên, vô ta lên thì bác nói các chú miền Nam các chú phải học lái bao phải học lái là tốt, sau này thống nhất nước nhà đó đưa bác giờ thăm đồng bào miền Nam. Đồng bào miền Nam thấy các chú là người miền Nam động ra miền Bắc rồi đi lái bay đưa bác giờ lên đồng bào miền Nam rất hạnh phúc. Nước mắt bây giờ em hỏi anh Bảy nha, anh về miền Nam rồi, anh về ngay cái nguyên quán của mình rồi, anh có cảm thấy cái danh dự của anh nhiều không? Tôi cái việc làm thôi, còn danh dự thì chắc ông quê hương người ta danh dự, người ta bảo quê hương mình có một cái người như thế, chứ còn tôi thấy cũng bình thường. Làm gì lắm tôi thấy cái đó là công việc là công việc phải làm. Đúng. Có nên, nhiều người á nói lên nói tiếp cái việc này khi mà tôi vẫn lên 3 chiếc tôi được thi anh hùng, xong tôi đến rồi 4 chiếc nữa bữa đang trực ngày mai trực đó 9 giờ đêm lên nó trên xuống ông không được trực nữa. Hỏi tham do bác mà đi đánh nữa thì được, nhưng mà dứt khoát tôi có thể đánh 3 chiếc nữa tức là 10 chiếc, nhưng mà rồi cuối cùng tôi tiêu chơi dao có ngại nhấc tay còn cái nhân chứng sống phải cắt mà, vậy là đủ rồi, không cho chú rồi. Đánh nữa không cho đánh nữa ai không cho chú đánh nữa. Kiểu như đá gà mà mấy anh cha có gà hay cứ đá hoài thế nào cũng thua mà. Chú ơi ai không cho chú đánh nữa? Bác Hồ chi tại sao vậy? Đánh nữa chết. Không giữ làm thì chết gì, chết thì mình vì đất nước mình chết có nhằm nhò gì? Chết thì coi như hết. Không còn nhân chứng sống, tôi giờ tôi còn sống đây. Nhân chứng sống là tôi nói chuyện với mấy ông đó. Quan trọng là cái nhân chứng sống thì quan trọng lắm chứ, còn chết rồi thôi. Thôi đã. Có anh hùng là gì đi nữa thì chết rồi cũng là hết. Hết. Không còn gì nói ra nữa. Còn tôi còn sống. Giống hạt giống nói với mấy chú cái chuyện để kể lại cho thế hệ sau. Vậy là bác Hồ nhìn xa quá đúng không chú? Dạ, bác Hồ nhìn. Bác Hồ nhìn xa dữ ha. Chứ nếu không ông đại mới như thế nào đó cũng chỉ là chứ chạy đi đâu. Chứ giờ cũng cầm giá có ngày cũng đứt tay ra. Mấy cả nó nguy hiểm lắm. Không coi thường phi công Mỹ được. Phi công Mỹ thuộc cái dạng phi công giỏi nhất thế giới. Tôi được đứng túc trực. Khi mà bữa lỡ chiều tôi bay 12 chiếc bay. Chứ bay cao hơn ta nhiều. Tôi bay 12 chiếc bay qua tôi tiễn bác. Cái thời tôi được tiêu anh hùng rồi đó, tôi vào quốc hội. Hồi đó bác còn sống mà, năm 67 rồi. Đại biểu quốc hội á. À, được bầu đoàn chủ tịch. Trước khi hợp đoàn chủ tịch họp, có cái phòng riêng. Thì tôi biết thế nào ông cũng vô cái đường đó, thì tôi ngồi. Mà hồi xưa mình vô cho nó có đủ thành phần thôi, chứ còn đâu mà phát biểu cái gì. Mới có ba mấy tuổi. Tiền tốn á. Bắt ông cũng có bài lên chỉ một câu là hoài ba năm bốn năm cái cửa phòng vô trước tôi ngồi dứt khoát là chưa thấy bác tôi ngồi tôi chờ ông vô cái đứng vậy chào bác ạ, bác mạnh khỏe hỏi thăm chứ khỏe không à, ông bình thường ra bảo khỏe còn ông vui lắm. Chú thấy tôi đến đây mà chú hỏi tôi mạnh khỏe không, tôi không khỏe sao tôi đến đây được. Vậy là hết chuyện, không có nói gì hết trơn, bây giờ nói gì nữa. Bây giờ nếu không có con không, có vợ thì hỏi có gái, các anh, các chị làm sao không có, giờ hỏi cái gì. Là hỏi tình kinh tế, tình chính trị, giờ đó làm sao bác hỏi. Chú không coi báo ở đài, chú hỏi tôi giờ đâu, chửi thật mẹ. Thành ra hết, chỉ có mấy con vậy mà, 4 năm trời. Một khóa là 4 năm à. Chỉ có mấy câu vậy thôi chứ không có nói gì được. Thì nguyên một khóa quốc hội. Nhưng bác Hồ là thương học sinh miền Nam, thương đồng bào chiến sĩ miền Nam. Đúng. Là tôi nói học sinh miền Nam hồi xưa tập kết ra bác á. Quân đội là một, hai là học sinh. Mình nuôi không nổi. Vợ tôi học sinh nè.
gửi qua cho bác Mao nuôi. Bác Mao à, bác Mao, à, bác Mao tốt. Hồi xưa bác Mao chứ mà hồ thân lắm mới gửi. Thằng bạn học sinh qua đó, ta, trường học cất ăn uống tất cả thứ chỉ có thầy giáo mình thôi, còn tất cả các thứ đại thọ. Đại thọ hết, đại thọ theo tiêu chuẩn quốc tế cao lắm, cái bảo cao lắm, học chung có tiêu chuẩn cao. Hồi xưa tôi nói hồi đó bao xưa bây giờ mấy thằng quỷ này nó phá quỷ. Đúng đúng chất năm nói mà nói vậy nhưng mà tôi vẫn nhớ hơn Trung Quốc đã đào tạo tôi trở thành một người phi công rõ ràng. Tháng 9 năm ngoái tôi đi Mỹ gặp mấy Mỹ. Tôi gặp được một thằng mà hồi xưa đó tôi bắn nó rớt rồi nó đi tù nó trao trả, nó cách cả ngày cả số mà nó nghe tôi qua nó chạy xe vợ con nó qua đi thăm. Tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng cũng bình thường thôi chứ không có gì hết. Ông Mỹ thì bắt tay mà có cái điều nè, mình nói nó giờ gì hòa giải rồi, có cái cuộc hội thảo tức là từ không chiến đến hòa giải thảo luận nha. Dạ dạ con biết. Không có nói. Anh đang nói lên trời mà nói vợ con nó lên trời mà bây giờ ba mày không bắn tao, ủa tao không bắn ba mày, ba mày bắn tao thôi. Đã lên trên không rồi vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nói thật ra đúng cuốn cái chết Nam Bộ. Cái thời đó là nhân dân Mỹ nó phản đối kịch liệt. Phi công thì nó nhiệm vụ phi công thì cũng như mình nhiệm vụ phi công mình bảo vệ đất nước, lên nó gặp nó phải quánh nó thì nó thấy mình nó phải bắn chỉ thị mục tiêu nào nó phải đánh. Thật lòng mà nói nó cũng không thích gì đánh nhau rồi mà đi xa rồi đánh nhau rồi chết chóc nhảy xuống dù xuống hay là rớt đất người ta nữa. Dạ. Không muốn đâu nhưng mà vì lệnh bắt buộc. Chỉ cứ người Việt Nam nói là không phải mình tỏa hợp nhưng mà nó thù Mỹ cái đầu sỏ, cái thằng đầu sỏ tổng thống á, tao với mày là không gì chứ, đầu sỏ mày sai mày đánh Việt Nam, đầu sỏ tao bảo tao phải bảo vệ đất nước mà bản thân mình thấy bảo vệ đất nước chứ còn nói thù là thù cái thằng hồi xưa luôn sơn nít sơn á. Nixon ngoài Bắc vừa đó cũng phân biệt rõ. Johnson là cỡ những năm 1966 67 gì đó. Em nhớ vậy. Nixon là khoảng 1972 gì. Nói chú nè, Nixon đâu. Cái này Nixon sau á. Cho Johnson trước. Năm mấy nó xong rồi. 68 đến 68. 67 68 Nixon 68 cái Nixon đó. Là Nixon năm 77. Nixon xong đến 7 năm 73 là Watergate. Ừ. Nixon là từ 68 đến 73, đang nhiệm kỳ thứ hai. Đang nhiệm kỳ thứ hai. Vừa mới bầu xong là bị quát. Tầng xâm lược nó bảo đánh mình. Tôi nói thiệt với nhà văn đó, khi mà gặp kẻ thù, gặp mục tiêu, bảo mày là thằng đế quốc xâm lược tao, tao phải tiêu diệt mày, không? Mà giết hai đồng bào tao, đột nói chuyện đó. Gặp bắn liền chứ không nghĩ ra đâu. Thời gian đó tuyên bố mình vào quân đội đó, đầu tiên vào thằng lính người ta giới thiệu là quân đội dân phải bảo vệ đất nước thì mình cái đó mình nằm lòng rồi mà đúng không, mình còn nằm lòng rồi bảo vệ chống xâm lược, bây giờ nó xâm lược vô gặp nó mày thằng đế quốc xâm lược mày giết hại đồng bào tao, mày phá làng phá xóm tao, giờ tao phải tiêu diệt mày còn lâu. Ủa nó bắn rồi lên mẹ rồi. Nó nói chết nó bắn mình rồi. Tụi biết thằng nhà văn nó nói cái mình đâu. Nó nói cái chuyện mà cái thằng mà tôi bắn rớt đó. Bây giờ nó đến nó. Trời ông cũng có lòng tốt á. Bắn chặt. Bắn chúng là tôi cần bắn tin. Xíu nữa chồng tôi chết rồi. Mấy cái đó mấy nhà báo nói là mấy nhà báo đó. Mấy thằng nhà báo nó tìm ra.
Bận bực mình. Ai mà ngắm mà ngắm chặt mục tiêu. Mà tao bắn là tao bắn đến đây chứ. Tao nhắm chặt thì tao chịu luôn chứ. Mới được bắn hết rồi. Vui hết. Chú bắn mà tôi đè ngay đầu nó cũng bắn. Con nó chết rồi chứ còn lại nó bắn chặt để cho nó sống. Dành gì thế thôi. Người Nam Bộ dành gì thế. Tao gặp là tao bắn. Mà đè đầu tôi bắn. Cứ ngóng ngày buồn lai nó bắn nhưng mà tại nó chặt nó trúng cánh à. Sao đứt nó cháy rồi nhảy dù được chứ ai mà muốn. Muốn giết nó mà đi giết không được ha. Tại mình làm dở. Bác cũng ăn ăn cái này không? Vậy là tại mình bắn dở phải không chú? Tôi bắn à. Cái con người hay ở chỗ là biết mình dở như thế. Vậy chứ mà mình chấp nhận cái dở của mình. Mình cứ nghi rằng đó không ai làm gì. À chứ nãy tránh như khi bị người ta là còn đánh đá rồi mình cũng đi. Không đối thừa tại xuống kẹt thôi. Cái gì đó. Ba thằng cũng như cái vương hùng. Ba thằng này được. Bốn thằng chết đủ thứ tiền đổ thừa rồi mới gặp được con thằng. Hai thằng chưa gặp còn mấy người chết chưa. Hai thằng kia chắc chết rồi. Còn mấy thằng vô là tại mình bắn dở không trúng nó rồi, cánh là trúng đuôi rồi nhưng cháy rồi nó nhảy dù được. Nhưng mà cái trận nào ông thấy ấn tượng nhất hả? Cái trận nào ấn tượng nhất? Mùng 5 tháng 8 năm 1966 lần đầu tiên gặp nó hai thằng. Mình hai thằng hồi nào giờ tôi đánh chưa bao giờ nó cả chục có khi vài chục chứ chưa bao giờ gặp tay đôi. Dạ. Và vừa gặp tay đôi xong tôi quất hai thằng tôi hai nó hai tôi quất ra chiếc tôi kêu vô bắn ra đây hai chiếc luôn trong vòng có 45 giây xong hai thằng có gì chưa được một phút 45 giây. Nhưng mà nó phải không có cái khả năng tác chiến không thể nào. Anh chậm là anh chết. Khả năng tác chiến của mình nói các chú bây giờ không có ai nói trên đời là không có ai nói ai giỏi ai đâu, không có giỏi đâu. Một là cục mai rượu cũng có. Không. Đó, lý tưởng. Gan, nói gan được. Gan nhưng mà phải có cách. Chứ không phải gan liều mạng. Nó sợ. Xong vô cứ ngửa ngực thì có lỗ cho mai nó bắn ra cái đồn nó bắn ra mà nào cứ ngửa ngực vô bảo tôi gan tôi nhào vô không chết sao được. Tao mới néo qua này néo qua kia mò sang dưới này kia nó vô tao đút tướng lấy ý tụi nó phải có cái mưu lược dám rồi biết cách gan nhiều phải cơ trí dám đánh nhiều phải biết cách đánh nhiều phải dám mù quáng cứ ngửa ngực vô bảo đánh có dũng có trí thì mới thắng được. Người ta nói ông có mấy cái số 7 này. Mấy số 7 luôn à. Tôi là cha mẹ sinh ra đúng là thứ 6 nhưng mà mình thứ 2 thôi. Thứ 7. Tên 7. Tôi tham gia cách mạng hồi 17 tuổi. Tôi học khóa từ lớp 10 cho đến lớp ở lớp 3 lên lớp 10 trong vòng 7 ngày tôi học xong 7 lớp. Ai là biết 17 siêu dữ ta. 7 lần bắn là tôi bắn rồi 7 chứ mà. Lại biết 17. Tôi được tư vô 1 năm 67. Sáu bảy. Tôi sinh ra con đầu cũng năm tháng 7 năm 67 luôn. Thế là 8-9 cái. Số 7 á. Nhưng bây giờ tôi quen với mấy việc tao với Duy Phong mà mày cho tao cái điện thoại vô 0-9-7 cho tao. Không được, không làm được. Không còn 0-9-7 cả tỷ của nó. Nó tiếc quá. Dạ dạ dạ. 0-9-7. Tổng cộng là 10 số. Thì ông khỏi ghi ông gì cho ông 7 rồi cứ ấn vô 0-9-7. Thank you.